Nghe đến cái món gỏi gà măng cụt này cũng hơn 2 năm về trước rồi. Tuy nhiên hôm nay mới có dịp được làm và ăn thử. Đây là cái đĩa gỏi mình mới làm xong nè. Nhìn hấp dẫn ha. Để mà làm cái món gỏi này á thì cần phải có măng cụt nè. Măng cụt xanh đã gọt vỏ rồi. Mình không có giờ mà cũng không có biết gọt luôn. Nên là mua sẵn á, người ta làm ra như thế này cho nó tiện. Một hộp như thế này là 1 ký nè. Mình mua với giá là 250 ngàn. Ngoài măng cụt ra thì mình cần phải có gà nữa. Gà hôm nay thì mình không có mua mà được cô hàng xóm, cô Út á, gần nhà cô cho. Sẵn em mình ra chơi á, nên là em ấy làm thịt ra luôn thì giúp mình, là mình chỉ mang đi luộc thôi. Luộc gà thì mình cứ để nước sôi hẳn á, là mình mới cho gà vào. Mình có cho vào nước luộc gà một ít hành đập dập với lại gừng, thêm một chút xíu muối nữa, một chút xíu bột nêm nữa, cho cái miếng gà mình luộc ra nó được đậm đà với thơm á. Lúc luộc thì mình thấy bọt mình vớt đi cho nó sạch. Gỏi gà thì hôm nay mình sẽ trộn chung với cà rốt, rau răm và hành tây ha. Cà rốt thì mình gọt vỏ nè, rửa sạch rồi mình cắt sợi ra, trộn nó một ít đường rồi giấm để cho nó dịu, nó thấm ngon cái miếng cà rốt á. Hành tây thì mình lột vỏ rồi mình rửa sạch, cắt miếng rồi ngâm với nước đá lạnh cho nó giòn với nó bớt mùi hăng. Rau răm thì mình rửa sạch đi để ráo, rồi chút mình cắt mình trộn chung. Ở đây á, mình thích ăn đơn giản thì mình trộn như vậy. Còn các bạn thích ăn thêm một cái loại rau nào đó mà các bạn thích á, như là có thể trộn thêm dưa leo hoặc là rau cải hay là cái rau tín vua đó, các bạn thích ăn như thế nào thì các bạn cho thêm và các bạn trộn ha. Nhà mình ăn á, thì mình muốn trộn cái gì cũng được hết á. Hôm nay mình còn có thịt heo luộc được của bánh tráng nữa nè. Cái này thịt gà nhiều rồi, chứ nếu mà ít thịt gà là mình cũng trộn chung thịt heo vô rồi. Nhưng mà nhiều rồi nên là không có trộn thêm. Ở đây mình có nước mắm trộn gỏi làm sẵn nè. Tỏi, ớt, đường, chanh làm đậm đà vào để sẵn trong tủ lạnh, lúc nào trộn á lấy ra trộn luôn á, không có phần phải làm nước mắm, nó nhanh, nó tiện. Về phần trộn á thì mình sẽ xé cái thịt gà này ra thành những miếng nhỏ vừa ăn. Măng cụt á thì mình cắt cái trái lớn ra khoảng 3 khoanh, trái nhỏ thì cắt ra làm đôi thôi. Cà rốt á thì mình vắt cho nó khô cái nước đi ha. Hành tây cũng vậy. Mình vắt cho nó ráo nước. Mình cho hết vào đây. Rau răm cắt dối dối cho nó bự bự á, cho vào trộn luôn. Các bạn có thể trộn trước hoặc sau tùy thích ha. Còn như mình á, đơn giản lắm, mình cứ cho một lần mình trộn luôn. Đó, nước mắm mình cũng cho hết một lần như vậy luôn nè. Mình nếu mà nước mắm mà ít quá hoặc các bạn ăn thích đậm đà thì các bạn có thể thêm chanh đường tùy thích ha. Gỏi của mình á, trộn như vậy là vừa ăn rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái giá đó, mình vớt cái phần gỏi ra. Cái giá nó có cái lỗ lỗ á, để mình chắt hết cái phần nước trộn gỏi mình bỏ đi. Như vậy là cái món gỏi của mình đã hoàn thành rồi nha. Cái món gỏi này thật ra làm cũng nhanh lắm. Nó lâu là nó lâu ở cái phần gỏi măng cụt thôi. Nhưng mà cái măng cụt thì mình mua đó, nên là rất là nhanh. Bạn nào mà thích ăn cay thì có thể thêm ớt ha. Cũng có thể thêm đậu phộng, hành phi hoặc là trang trí thêm một chút ngò nếu các bạn thích. Rồi, mọi thứ đã xong. Xin mời mọi người cùng ăn món gỏi gà măng cụt với mình nha. Cái gỏi mình trộn
cái gọi mình trộn theo cái đúng cái khẩu vị của mình á, rồi mình ăn thấy ngon quá. Cái mắm cụt này ăn á cũng ngon, nó chua chua ngọt ngọt, mình cắn cái hột của nó bùi bùi. Ai mà thích ăn cái kiểu mà lạ lạ miệng á giống mình á thấy sẽ ngon á. Cái món này đáng để thử nha. Nhiều người nói cái món này nó ngon nhưng mà nó mất công. Tại mình chơi mình cứ vò nó lên nó dính vào với nhau được không? Em muốn ăn hả? Cay em ăn được không? No. No, no đi vô. Đây, lấy hộp bánh cho em ăn nha. Em là con lấy hộp bánh baby á. Con mở ra cho em ăn với em là. Đó. Cái snack for baby đó. Ủa trời ơi, em tự bóc tự ăn rồi hả? Em ăn gì vậy? Em ăn như vậy đó, nhẹ ra coi. No hả? Cái món này á, mọi người nói á, làm ăn thì ngon nhưng mà mất công. Ơ à. Tao cũng muốn muốn con ăn chung với em nha. Lâu lâu con cho em một cây nha. Mày cắn con. Sao vậy, vị con không thích hả? Nè, lâu lâu mình ăn đổi vị cho nó hấp dẫn mà con. Hộp bánh của em bé để đây nha. Con không thích thì thôi, mình mỗi người có một sở thích khác nhau. Con không thích nhưng mà có những người khác thích nên họ làm nhiều vị đó. Này cho con nè con. Em bé là chỉ thích quậy thôi chứ em bé cũng no rồi, sáng ra uống sữa rồi ăn cháo rồi. Không có thấy cái đĩa gọi gà của mami đâu luôn. Rồi, em mà đi ra đây đi, em mà ra đây đi. Bỏ đồ ra đây đi, bỏ đồ ra đây nha, ra đi chơi nha, không hả? Không muốn hả? Mình đang nói tới đâu rồi mình quên mất rồi. Đó, nó no, bỏ đồ ra đây, bỏ đồ ra đây, chỗ này mẹ đang quay mà. Em vô đây đi, em vô đây đi. Con thỏa kho báu ra được rồi, chỉ có một cái thôi. Giỏi quá. Cái gọi gà móng cụt này nè, ăn thì ngon nhưng mà làm thì lâu á, bởi vì cái gọt, công đoạn gọt mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà như mình thì rất là tiện, bởi vì mình mua người ta gọt sẵn rồi á. Còn trộn gà với cà rốt, rau răm, hành tây này kia thì cũng như những món gọi khác thôi. Nước mắm thì còn làm sẵn rồi á, nên là rất là nhanh. Rồi ấy ăn mắm cụt không luôn đó. Tại mình thích ăn mắm cụt đó. Trên top đĩa này mình để ít ớt nè. Con ít chì quá. Con ít chì hả? Nhưng mà bôi thuốc cho con nha. Con muốn bôi dầu hay con muốn bôi thuốc? Thuốc. Thuốc hả? Mùi hương của thịt đã thở. Mũi nó thích nó cắn quá trời. Chỗ nào nữa không? Này mày bôi cho. Còn chỗ nào nữa không? Thế rồi hả? Ngứa thì nói mày mày bôi tiếp cho nha. Mày bôi thuốc rồi con đừng có gãi nữa nha. Cái mùi hương trên thịt của em làm mũi nó thích lắm. Là bị cắn suốt rồi lại tiếp tục với cái món gọi của mình. Nãy giờ ăn măng cụt rồi, bây giờ mình ăn gà ha. Nãy ăn cái phần ức mà ăn nó, cái thịt của nó ăn nó không có bị khô nha, nó ngọt lắm mà nó mềm nữa. Các bạn coi cái da gà nè, da gà đi bộ ở quê mình nè, nó không có một tí xíu mỡ nào luôn á. Nó giòn sần sật à. Giòn mà giòn mềm nha, chứ không phải giòn cứng nữa. Cái gà này á, nó giống gà này của nhà cô Út ngon nữa nè.
gà. Mình cứ tưởng đâu đợt này về là không được ăn rồi đó. Không được ăn cái món gà mắm cụt này rồi. Bởi vì mình về là cũng giữa tháng 6 rồi. Rồi về đâu có phải đi ăn ngay đâu. Về là còn sắp xếp bao nhiêu việc nữa. Cái xong là đến khi muốn ăn á là đến tháng 7 rồi. Mà tháng 7 chỗ của mình á là mắm cụt xanh không có nữa. Đa số là mắm cụt chín không à, mà giống như kiểu vết vườn á. Gần hết mùa rồi. Rồi nó không có. Rồi có những nhà mà có thì chỉ có vài trái mà họ cũng không gọt cho mình nữa. Nên là mình không có mua được. Sao em? Mà ai gì à? Đang nằm coi hai em ngủ buổi trưa đó, sẵn là rảnh rảnh lên Facebook coi. Cái thấy cái chị ở trên Phương Lâm á, cách chúng mình chắc khoảng 60 cây á, chị bán mắm cụt xanh, cái mình mua đại rồi nhờ chị gọt giùm. Mà chị mới đầu chị nhận lời xong rồi sau đó là mắm cụt của chị lại không có cái độ xanh để mà làm gỏi á, mới thì chị không có nhờ á. Cái tưởng là không được ăn lần nữa rồi. Rốt cuộc á cái chị về là chị đi hỏi giùm chỗ khác cho. Thế là cuối cùng cũng được ăn cái món này. Anh cho biết cái món gỏi gà mắm cụt. Gọi gà thì bên mình nhiều, chỉ thiếu mắm cụt thôi. Mắm cụt chín thì còn có, chứ mắm cụt xanh này không có. Dạ. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng video của mình đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của mình nha. Định vừa ăn vừa nói chuyện với các bạn cho vui, nhưng mà hai em ấy cứ luẩn quẩn đó chứ. Mình đang nói khúc này xong rồi mình không nhớ được mình nói cái gì, cái mình lại qua khúc khác. Nhà có hai đứa nhỏ bận rộn nhưng mà vui lắm. Ngày nào đi làm thôi, ngày nào mà không đi làm ở nhà với hai em ấy là đủ trò luôn. Thôi bây giờ mình xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của mình.